Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tìm hiểu những ngày tốt tháng 11 âm lịch năm 2020 Canh Tý theo lịch dương lịch từ ngày 15 tháng 12 năm 2020. Tháng 11, Nguyệt Kiến tại Tý, Hải Tiết Đại Tuyết, Đông Chí. Trước Đông Chí là một ngày tứ ly, sau Đại Tuyết, Tam Sát tại Nam, ba phương Tỵ, Ngọ, Mùi, Kỵ Tu tạo động thổ. Trước khi chúng ta cùng đi tìm hiểu những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch, chúng ta cùng đi tìm hiểu về những ngày xấu. Tháng 11 có những ngày xấu là ngày Nguyệt Vá, Tam Nương, ngày Thiên Địa chuyển sát, ngày Con Nước, ngày Sát Chủ, ngày Dương Công Kỵ. Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết. Ngày Nguyệt Vá tháng 11 âm lịch gồm những ngày ngọ. Tất cả những ngày ngọ đều là ngày Nguyệt Vá, trong đó có ngày mùng 3 âm lịch, ngày lục giáp là giáp ngọ, trực phá. Ngày Nguyệt Vá. Xấu. Ngày 15 âm lịch, ngày lục giáp Bính Ngọ, trực phá, xấu. Ngày 27 âm lịch, Mậu Ngọ, trực chất, xấu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương cũng là ngày xấu, không hợp cho chuyện cưới hỏi. Trong đó có ngày mùng 3 âm lịch là ngày Tam Nương, đồng thời cũng là ngày Nguyệt Vá, ngày xấu. Ngày mùng 7 âm lịch, ngày lục giáp Mậu Tuất, trực khai Tam Nương, xấu. Ngày 13 âm lịch, ngày lục giáp Sát Thìn, trực địch, xấu. Ngày 18 âm lịch, ngày lục giáp Kỷ Dậu, trực thu, xấu. Ngày 22 âm lịch, ngày lục giáp Quý Sửu, trực trừ, xấu. Ngày 27 âm lịch, Mậu Ngọ, Tam Nương cũng là ngày Nguyệt Vá, xấu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày Thiên Địa chuyển sát, cùng có ngày Bính Tý và Nhâm Tý. Trong tháng 11 âm lịch thì chỉ có ngày Canh Tý, Nhâm Tý. Ngày Nhâm Tý là ngày 21 âm lịch trực kiến. Đây là ngày Thiên Địa chuyển sát. Ngày xấu. Hết ngày Thiên Địa chuyển sát, chúng ta cùng chuyển sang ngày Con Nước. Ngày Con Nước tháng 11 âm lịch gồm có ngày mùng 9 âm lịch, ngày lục giáp là Canh Tý, trực kiến. Đây là ngày Con Nước. Xấu. Ngày 23 âm lịch, giáp Dần, trực trừ, xấu. Hết ngày Con Nước, chúng ta cùng chuyển sang ngày Sát Chủ. Ngày Sát Chủ tháng 11 gồm có ngày Dần và Thụ Tử ngày Mão. Tất cả các ngày Dần và ngày Mão đều là ngày xấu. Trong tháng 11 có những ngày Dần. Đầu tiên ngày 11, Nhâm Dần, trực mãn. Đây là ngày Sát Chủ. Xấu. Ngày 12, Quý Mão, Sát Chủ. Xấu. Ngày 23 giáp Dần là ngày Con Nước, đồng thời là ngày Sát Chủ. Và ngày 24 âm lịch Ất Mão, trực mãn, ngày Sát Chủ. Xấu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày Dương Công Kỵ là ngày 21 âm lịch, cũng đồng thời là ngày Thiên Địa chuyển sát là ngày xấu. Dương Công Kỵ.
Sau khi cùng điểm qua những ngày xấu, chúng ta cùng đi và tìm hiểu chi tiết những ngày còn lại. Đầu tiên, ngày Tý trực kiến, có hỏa tinh, Giáp Tý là ngày thiên xá, tấn thần, tức là bị nguyệt tiên xung phá, xung nọ bị chiêu quan tư, phá bại. Vì thiên xá không hợp ngày nên không phát huy được tác dụng, tốt nhất là không nên dùng ngày này. Bình Tý, tuy là ngày mà chính lúc nước đang trong, vị trí tần thần địa chuyển, nhưng vị nguyệt kiến thư xung thành, ra sức tốt, bị chết giảm rất nhiều. Cuối cùng, trong tốt có xấu, trước hay sau dở là cảnh ngói vỡ, băng tan, không tốt, tránh dùng. Tất cả những ngày Tý đều là những ngày xấu. Trong đó có Canh Tý là ngày con nước, ngày xấu. Ngày 21, Nhâm Tý cũng là ngày xấu. Chúng ta cùng đến với những ngày tiếp theo. Ngày Sửu trực trừ, có Thiên Ôn là ngày xấu. Ất Sửu là đất chôn vàng, nên khởi tạo, khai trương, động thổ, chặt cây, phá núi, lại có các tinh chiếu, chỉ quý nhân tiếp dẫn, mưu sự tọa ý. Các ngày Sửu khác là Thứ Cát. Trong tháng 11 có ngày mùng 10 âm lịch, ngày Lục Giáp Tân Sửu trực trừ, ngày Thứ Cát. Ngày Thứ Cát thì nên làm những việc nhỏ. Ngày 22 Quý Sửu là ngày xấu. Hết ngày Sửu, chúng ta cùng đến với ngày Thìn trực định. Tuy thấy tốt nhưng lại bị thiên la địa vọng bao vây, quý nhân không đến được, thành ra bất lợi, lại thêm sát nhập tập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, giết người là ngày xấu. Duy có ngày Nhâm Thìn, tuy phạm quan phù nhưng bên trong có thiên, nguyệt, nhị đức, các tinh huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, các tinh đồng chiếu, nên an táng hôn nhân, mở cổng cửa, nhập trạch, mọi việc khác đều phải dè dặt. Ngày này là ngày tử khí, phạm quan phù, kiếp sát, quan phù, phi cung đồng, đến chỗ này thành ra bất lợi. Những ngày Thìn đều được coi là những ngày xấu. Trong đó có ngày mùng 1 là ngày Nhâm Thìn. Ngày mùng 1 Nhâm Thìn có thể coi là ngày Thứ Cát. Có thể làm an táng, hôn nhân. Còn lại đặc biệt là hạn chế. Ngày 13 là ngày Giáp Thìn. Tiếp theo, ngày 25 là ngày Đến Thìn, là ngày xấu. Hết ngày Thìn, chúng ta cùng đến với ngày Tỵ. Ngày Tỵ trực chấp, Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Quý Tỵ có các ca tinh huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, các ca tinh đồng chiếu nên sửa chữa, tạo tác, an táng hôn nhân, khai trương xuất hành, nhập trạch, hưng công, động thổ được đại cát, nhâm thân khẩu, vượng gia đạo, sinh quý tử, tăng vườn ruộng. Tân Tỵ Thứ Cát dùng vào việc nhỏ, đinh tỵ phạm tránh tư phế, rất xấu, không nên dùng. Trong tháng 11, có những ngày, ngày mùng 2 là ngày Quý Tỵ. Ngày Quý Tỵ có thể coi là một ngày tốt. Có thể sửa chữa, an táng hôn nhân. Khai trương, nhập trạch. Đây là một ngày đại cát. Ngày 14, Ất Tỵ cũng là một ngày đại cát. Có thể dùng để khai trương, cưới hỏi, nhập trạch, sửa chữa hôn nhân. Ngày 26, ngày Đinh Tỵ. Ngày Đinh Tỵ phạm tránh tứ phế, rất xấu, không nên dùng. Đây là một ngày xấu. Hết ngày Tỵ, chúng ta cùng đến với ngày Mùi. Ngày Mùi trực nguy. Đinh Mùi là nước biển lớn đang trong, dùng thì trăm việc đều tốt. Kỷ Mùi mai táng Tứ Cát. Hai ngày này dùng thì được thêm nhân khẩu, tăng dụng vườn, được của, tiền may mắn bất ngờ. Tân Mùi, Quý Mùi, mọi việc không có lợi. Ất Mùi, sát nhập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, xấu, không nên dùng. Trong tháng 11 có ngày Ất Mùi là ngày xấu. Không nên dùng. Ngày 16, Đinh Mùi được coi là ngày tốt. Có thể dùng cho nhiều việc, ví dụ như khai trương, hôn nhân,
ngày 28, ngày Kỷ Mùi, mai táng Tứ Cát. Đây được coi là một ngày tốt. Hết ngày Mùi, chúng ta cùng đến với ngày Thân. Ngày Thân có sao Thiên Hỷ chiếu, Nhâm Thân có Thiên Nguyệt Nhị Đức, Giáp Thân Mậu Thân là ngày ngũ hành hợp khí, thêm các cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Kim Ngân, Bảo Tạng, Khố Lâu, các cát tinh đồng chiếu mọi việc thuận lợi, trăm phước vây tre, thành công mỹ mãn, sinh quý tử, vượng tài lộc. Canh Thân chỉ nên an táng hoặc làm việc bên ngoài nhà thì được, các việc lớn như khởi tạo, hôn nhân, nhập trạch, khai trương lập tức gặp hung hiểm. Chủ tổn gia trưởng, hại đàn bà con cái trẻ con, vì là ngày ngũ hành vô khí, lại thêm sát tập nhập trung cung, phước tinh không đủ sức hóa giải. Bính Thân nếu dùng thì kinh phạm đến thần kêu quỷ khóc, cần phải dè dặt, tránh dùng thì tốt. Trong tháng 10 có ngày Bính Thân. Ngày Bính Thân không nên dùng. Có ngày Mậu Thân. Ngày Mậu Thân là ngày ngũ hành hợp khí, thêm các cát tinh Huỳnh La là một ngày tốt, đại cát. Mọi việc đều thuận lợi. Canh Thân ngày 29 âm lịch, thứ cát. Chỉ nên an táng và làm việc nhỏ. Không nên tổ chức hôn nhân, nhập trạch. Tiếp theo chúng ta cùng đến với những ngày Dậu. Ngày Dậu trực thâu, Phạm Tiểu Hùng Sa lại đến Châu Tinh chủ về việc kiện tụng đưa đến cửa quan mà sau đó tan, nên an táng là ngày thứ cát. Kỵ khởi tạo, khai trương, xuất hành, nhập trạch, giá thú, phạm thì bị quan phi kiện tụng, lạnh lùng rút lui, tổn thương tài vận, rất xấu. Các ngày Dậu cũng không có lợi. Ngày Dậu có thể coi là những ngày xấu. Trong đó có ngày mùng 6 âm lịch là ngày xấu. Ngày 18 âm lịch Kỷ Dậu đã là ngày xấu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày Tuất trực khai. Ngày Tuất trực khai, Phạm Vãng Vong, nếu gấp thì dùng tiểu táng chôn tạm cũng được, là ngày thứ cát. Bính Tuất, Nhâm Tuất bị sát nhập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, mọi việc tránh dùng. Sắp Tuất thì tám phương đều sạch, 24 hướng chư thần về chầu trời, là ngày huyền nữ du tu làm kín đáo, có thể dùng. Trong tháng 11 âm lịch có những ngày Tuất như sau: ngày mùng 7 là ngày Mậu Tuất, là ngày xấu. Ngày 19 Canh Tuất. Ngày 19 Canh Tuất là ngày xấu, không nên dùng. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày cuối cùng là ngày Hợi trực bế. Có Ất Hợi, Kỷ Hợi, có sao Văn Tinh Quý Hiền, lại có các cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Liên Châu, Thiên Đăng, Tụ Lộc, đài mã các cát tinh đồng chiếu, nên sửa chữa, tạo tác, an táng hôn nhân, khai trương xuất hành, nhập trạch, hưng công động thổ được đại cát. Tám phương 24 hướng đều có lợi, dùng ngày này thì gia đạo sung túc, giàu có, vượng lục xúc. Đinh Hợi tứ cát, Quý Hợi là ngày cùng của lục giác, Tân Hợi là ngày kim của đàn bà, là ngày kỳ âm phủ quyết di không tốt. Trong năm chỉ có tháng 2 ngày Tân Hợi là tốt, các ngày Hợi khác đều không nên dùng. Trong tháng 11 thì có ngày Kỷ Hợi là ngày tốt, đại cát tinh Huỳnh La, ngày tốt. Nên sửa chữa, tạo tác, an táng hôn nhân. Khai trương. Ngày 20 là ngày Tân Hợi, là một ngày xấu, không nên dùng. Vậy chúng ta có thể nhìn qua được trong tháng 11 âm lịch có các ngày tốt như sau: ngày mùng 1 âm lịch Nhâm Thìn, ngày mùng 2 âm lịch Quý Tỵ, ngày mùng 8 âm lịch Kỷ Hợi, ngày mùng 10 âm lịch Tân Sửu, ngày 14 âm lịch Ất Tỵ, ngày 16 âm lịch Đinh Mùi, ngày 17 âm lịch Mậu Thân, ngày 28 âm lịch Kỷ Mùi và ngày 29 âm lịch Canh Thân là những ngày tốt, có thể dùng được, nhưng cần chú ý những điều nên làm và không nên làm.
Chúc quý vị và các bạn có thể lựa chọn được những ngày tốt để làm việc phù hợp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, share và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.